Xin kính chào quý bà con, cô bác và anh chị em đã quay trở lại với kênh tin tức nhanh 24 giờ. Hãy đăng ký kênh và nhấc vào chuông thông báo để xem video tin tức mới nhất. Sau đây xin mời quý cô bác và các anh chị em theo dõi bản tin. Covid-19 thêm 11 ca tại Đà Nẵng, khoảng cách giải bóng đá Việt Nam. Việt Nam chính thức đóng cửa thành phố Đà Nẵng đối với các du khách kể từ nửa đêm nay, đêm 27 sang ngày 28 tháng 7, sau khi có 4 ca nhiễm mới virus corona trong cộng đồng được xác nhận. Tính đến nay, Đà Nẵng đang trở thành ổ dịch mới, với thêm 11 trường hợp nhiễm bệnh vừa được công bố trong hôm 27 tháng 7. Đóng cửa 14 ngày. Du khách sẽ không được vào Đà Nẵng trong vòng 14 ngày tới, và có tới 80.000 người, đa phần là khách tham quan nội địa, đang được đưa ra khỏi thành phố ven biển ở miền Trung vốn rất nổi tiếng, với khách du lịch cả trong nước và quốc tế. Việt Nam đã là một câu chuyện thành công về phòng chống dịch bệnh, với việc đóng cửa biên giới sớm, áp dụng chính sách cách ly kiểm dịch và truy tìm dấu vết. Cho đến nay, Việt Nam ghi nhận có 431 trường hợp nhiễm virus corona và không có ca nào tử vong. Tuy nhiên, sau gần 100 ngày không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng, từ hôm 25 tháng 7 tới cuối ngày 26 tháng 7 đã có 4 ca nhiễm mới, gồm 3 trường hợp ở Đà Nẵng và 1 ở Quảng Ngãi. Sang tới ngày 27 tháng 7, việc rà soát, xét nghiệm cho kết quả dương tính với 11 ca mới nữa, gồm 7 bệnh nhân và 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng. Toàn bộ 11 trường hợp này đều là cư dân Đà Nẵng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Hai ra lệnh tái áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và đóng toàn bộ các dịch vụ không thiết yếu ở Đà Nẵng. Ông nói cần phản ứng dứt khoát nhưng vẫn chưa ra lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố. Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020, sự kiện nhằm quảng bá và thúc đẩy du lịch của thành phố, dự kiến diễn ra từ 31 tháng 7 đến 5 tháng 8, nay sẽ không được tổ chức nữa. Trong lá thư ngỏ gửi tới các du khách giải thích lý do hủy bỏ sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh viết, chúng tôi thực sự lấy làm tiếc và rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ trước những bất tiện do dịch bệnh gây ra. Chưa rõ mối liên hệ giữa 4 ca nhiễm mới. Ca nhiễm mới đầu tiên, BN416 bắt đầu có triệu chứng từ hôm 20 tháng 7. Hơn 100 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được làm xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên, trong dịp cuối tuần qua, đã có thêm 3 ca mới được ghi nhận, trong đó có một thanh niên 17 tuổi đi về bằng giao thông công cộng từ Quảng Ngãi tới bệnh viện C ở Đà Nẵng để chăm sóc người thân. Hiện chưa rõ 4 người này bị lây nhiễm từ nguồn nào, hay liệu việc họ lây bệnh có liên hệ gì với nhau không. Sự chưa rõ ràng về nguồn gốc lây bệnh khiến người ta lo sợ rằng rất có thể sẽ có một đợt bùng phát mới diện rộng tại Đà Nẵng. Bệnh viện C Đà Nẵng hiện đóng cửa để lo xử lý dịch bệnh. Đại dịch khiến việc ra nước ngoài là bất khả thi, khiến nhiều người chọn Đà Nẵng làm địa chỉ đi nghỉ trong thời gian qua. Giới chức nói có khoảng 80.000 du khách trong nước đang có mặt tại thành phố, cho nên cần có các chuyến bay tăng cường để đưa họ về nhà. Mọi người có thể sẽ được yêu cầu phải cách ly khi về nhà, truyền thông Việt Nam nói. Tăng cường phòng chống trên toàn quốc. Các bệnh viện trên toàn quốc đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, còn tại Hà Nội, mọi người bắt đầu được thúc giục đeo khẩu trang trở lại khi ra nơi công cộng. Các trận bóng đá hôm Chủ nhật cũng đã được hoãn lại, và giải V-League cùng các giải bóng đá khác nay lần thứ hai tạm dừng vô thời hạn. Các quan chức thể thao nói việc tổ chức thi đấu trở lại sẽ chỉ diễn ra sau khi tình hình dịch bệnh đã kiểm soát được, với sự cho phép của các cơ quan chức năng. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại 6 quận. Ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản 4930/UBNDSIT về việc triển khai phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thành phố Đà Nẵng quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CTTTG của Thủ tướng Chính phủ tại 6 quận trên địa bàn và phong tỏa 3 bệnh viện gồm Bệnh viện C Bộ Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Theo đó, căn cứ diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2020, tại địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu. Cụ thể như sau, các khu dân cư cộng đồng, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định, mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tạm dừng các hoạt động vận tải gồm hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định có tuyến đi và đến các bến xe khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các hoạt động kinh doanh vận tải khách xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe điện thí điểm và vận tải thủy nội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, toàn bộ hoạt động xe buýt nội thành trên địa bàn thành phố và các tuyến xe buýt liên tỉnh liên kề, các hoạt động kinh doanh vận tải khách thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.
chỉ cho phép mở cửa các loại hình khám chữa bệnh, bán thuốc và vật tư y tế, chất đốt, ngân hàng, bưu chính viễn thông, công chứng, cấp điện, cấp nước, hoạt động của các nhà máy, cơ sở sản xuất, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Về cung cấp thức ăn chế biến sẵn, cho phép các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, các bếp ăn tập thể hoạt động nhưng phải đảm bảo các điều kiện về công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm. Các cửa hàng ăn uống chỉ được bán qua mạng hoặc bán mang đi, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị thực hiện phong tỏa 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Xe Bộ Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng và phong tỏa khu vực các tuyến đường Quang Trung từ nút giao Nguyễn Thị Minh Khai Quang Trung tới nút Đống Đa, Quang Trung, đường Hải Phòng từ nút giao Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng, Ông Ích Khiêm, đoạn đường Ông Ích Khiêm nút Ông Ích Khiêm, Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm Đống Đa và đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ nút giao Quang Trung Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng. Thời gian bắt đầu thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Riêng tại địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 19 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và công văn số 4869 trên UBNDSIT ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Y tế phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện giám sát, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm, áp dụng biện pháp cách ly hoặc can thiệp y tế phù hợp đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc COVID-19, các trường hợp liên quan và các trường hợp nguy cơ cao, thực hiện rà soát, xét nghiệm diện rộng bằng các phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng, sẵn sàng các điều kiện để thực hiện kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương tuyên truyền, vận động và có biện pháp bố trí để tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân nhẹ âm tính với COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, thực hiện ngay việc bố trí thiết bị, nhân lực để phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 và liên hệ Bệnh viện Trung ương Huế và các cơ sở xét nghiệm đủ thẩm quyền khác để đề nghị hỗ trợ công tác xét nghiệm COVID-19, phối hợp với Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng thành phố Đà Nẵng, lập danh sách bệnh nhân đã xuất viện, người nhà của các bệnh nhân đã xuất viện, tử vong từ ngày 12 tháng 7 đến, đi gửi về địa phương để theo dõi y tế đúng quy định. Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.